kinh số 109, Đại Kinh Mãn Nguyệt. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savati Xá Vệ, Bunparama Đông Viên, Migarama Tubasada Lộc Mẫu Giảng Đường. Lúc bấy giờ trong ngày Bố Tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng tỷ kheo đoanh dây. Rồi một tỷ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp tay vái Thế Tôn và bạch Thế Tôn: "Con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề đặc biệt, nếu Thế Tôn cho con được phép nói lên câu hỏi." "Vậy, này tỷ kheo, hãy ngồi trên chỗ của ông và hỏi như ý ông muốn." Rồi vị tỷ kheo ấy, sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình, bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn? Này tỷ kheo, có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn." "Lành thay, bạch Thế Tôn." Tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn nói, hỏi Thế Tôn một câu khác: "Bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này lấy gì làm căn bản?" "Này tỷ kheo, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản." "Bạch Thế Tôn, có phải chính chấp thủ ấy là năm thủ uẩn, hay là ngoài năm thủ uẩn có một chấp thủ khác?" "Này tỷ kheo, không phải chính chấp thủ ấy là năm thủ uẩn, cũng không phải ngoài năm thủ uẩn có sự chấp thủ." "Này tỷ kheo, khi nào có lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẩn, ở thấy chính là chấp thủ." "Bạch Thế Tôn, phải chăng có thể có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẩn?" Thế Tôn trả lời: "Này tỷ kheo, có thể có. Ở đây, này tỷ kheo, có người nghĩ như sau: mong rằng có sắc như thế này trong tương lai, mong rằng có thọ như thế này trong tương lai, mong rằng có tưởng như thế này trong tương lai, mong rằng có hành như thế này trong tương lai, mong rằng có thức như thế này trong tương lai. Như vậy, này tỷ kheo, có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm uẩn. Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là ý nghĩa chữ uẩn trong các uẩn?" "Này tỷ kheo, phàm sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, khô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là sắc uẩn. Phàm cảm thọ gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, khô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là thọ uẩn. Phàm tưởng gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, như trên, xa hay gần, như vậy là tưởng uẩn. Phàm những hành gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, như trên, xa hay gần, như vậy là hành uẩn. Phàm thức gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, như trên, xa hay gần, như vậy là thức uẩn. Cho đến như vậy, này tỷ kheo, là ý nghĩa chữ uẩn trong các uẩn. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì được chấp nhận gọi là sắc uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thọ uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là tưởng uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là hành uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thức uẩn? Bốn đại là nhân, này tỷ kheo, bốn đại là duyên được chấp nhận gọi là sắc uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là thọ uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là tưởng uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là hành uẩn. Danh sắc là nhân, này tỷ kheo, danh sắc là duyên được chấp nhận gọi là thức uẩn. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thân kiến? Ở đây này tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không hiểu rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không hiểu rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có sắc, hay xem sắc như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong sắc, xem thọ như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thọ,
hay xem thọ như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong thọ, xem tưởng như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có tưởng, hay xem tưởng như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong tưởng, xem hành như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có hành, hay xem hành như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong hành, xem thức như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thức, hay xem thức như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong thức. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là không thân kiến? Ở đây này tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không xem sắc như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, hay không xem sắc như là trong tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong sắc, không xem thọ như là tự ngã, không xem tự ngã như là trong thọ, không xem tưởng như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong tưởng, không xem hành như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong hành, không xem thức như là tự ngã, không xem tự ngã như là trong thức. Như vậy này tỷ kheo là không thân kiến. Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt của sắc? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly? Cái gì là vị ngọt của thọ? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly? Cái gì là vị ngọt của tưởng? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly? Cái gì là vị ngọt của hành? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly? Cái gì là vị ngọt của thức? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly? Này tỷ kheo, lạc thỉ vì duyên sắc khởi lên, như vậy là vị ngọt của sắc. Cái gì vô thường khổ bị biến hoại trong sắc như vậy là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất ly của sắc. Này tỷ kheo, lạc thỉ vì duyên thọ khởi lên, như vậy là vị ngọt của thọ, như vậy là sự xuất ly của thọ. Này tỷ kheo, lạc thỉ vì duyên tưởng khởi lên, như vậy là vị ngọt của tưởng, là sự xuất ly của tưởng. Này tỷ kheo, lạc thỉ vì duyên hành khởi lên, như vậy là vị ngọt của hành, là sự xuất ly của hành. Này tỷ kheo, lạc thỉ vì duyên thức khởi lên, như vậy là vị ngọt của thức. Cái gì vô thường khổ bị biến hoại trong thức, như vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục tham đối với thức, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất ly của thức. Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì mà không có mạng tùy miên rằng ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm? Đối với tự thân có ý thức và đối với tất cả tưởng ở ngoài, này tỷ kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả sắc thấy được như thật với trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, tưởng gì, hành gì, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả thức thấy được như thật với trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này tỷ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy nên không có mạng tùy miên rằng ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm. Đối với tự thân có ý thức và đối với tất cả tướng ở ngoài. Rồi một tỷ kheo khác khởi lên sự suy tư như sau: nếu được nói rằng, chư tôn giả, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, như vậy những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ kết quả?
Thế Tôn biết được tâm tư của tỷ kheo ấy với tâm tư của mình, liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, sự kiện này sẽ xảy ra khi ở đây có kẻ ngu si, vô tri, vô minh, với tâm bị tham dục chi phối, lại nghĩ cần phải vượt qua lời dạy của bậc đạo sư với câu hỏi: Nếu được nói rằng chư tôn giả sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, như vậy những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ kết quả? Này các tỷ kheo, các ông đã được ta huấn luyện tìm kiếm nhân duyên chỗ này chỗ kia đối với những pháp này pháp khác, các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường khổ bị biến hoại, có hợp lý chăng khi xem cái này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, thọ như trên, tưởng hành tức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường khổ biến hoại, có hợp lý chăng khi xem cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỷ kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, tất cả loại sắc cần phải như Phật quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có hành gì, phàm có thức gì quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, tất cả loại thức cần phải như thật quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy biết được vị ấy đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lại đời sống như thế này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự giảng giải này được nói lên, tâm của 60 vị tỷ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đại Kinh Mãn Nguyệt thứ 109.